Hôm bữa vừa rồi lướt thấy video của chị Rinh Nghị ăn các thể loại ngâm tương Hàn Quốc. Nhìn thấy ngon quá nên hôm sau mình bắt chước order luôn. Trước giờ xem phim Hàn Quốc thấy mọi người hay ăn ký dạng ngâm tương lắm mà chưa có bao giờ thử. Mà đúng ra là không có biết chỗ nào bán để mà mua ăn thử. Hôm đó thì mình mua cái combo này là combo mini, giá 630.000 thì gồm có một con ghẹ nè. Tiếp theo thì là 200g cá hồi ngâm tương. Nhìn mấy miếng cá hồi nó dày nó đã kinh khủng, chưa có biết ăn ngon không nhưng mà ngon con mắt trước đã nè. Và cuối cùng trong combo là phần 200g tôm ngâm tương. Phần combo này tặng thêm 2 trứng gà ta ngâm nước tương. Cái phần tôm này nó nhiều kinh khủng luôn á. Phần banchan đi kèm thì có salad rong biển và kim chi, có thêm một cục wasabi và 2 gói rong biển khô nữa. Khi ăn thì lấy một lượng vừa đủ thôi, rồi cho lên bên trên phần hành và mè rang đi kèm. Rồi bây giờ bới thêm chén cơm trắng nữa nè. Trời ơi, chưa có cần ăn mà nhìn với lại ngửi mùi thôi là chảy nước miếng rồi. Thử trước miếng cá hồi nha. Trời ơi, xuất sắc, cực kỳ xuất sắc luôn. Cá hồi cực kỳ tươi, béo thơm, ngâm cùng với nước tương nữa. Cái vị nó ngon lắm luôn, kim chi ở đây cũng ngon luôn. Tiếp theo thì mình thử tôm. Mình thì không có thích tôm lắm, tại vì ngâm nó thấm quá, nó quéo lại, nó hơi mặn. Mình nghĩ tôm to hơn thì chắc là ngon hơn. Còn đây trứng gà ta, trời ơi nhìn cái phần lòng đỏ kìa, luộc lòng đào quá chuẩn luôn. Trứng nó béo, nó thơm, xong rồi thêm ngâm nước tương nữa. Không biết là diễn tả làm sao cho hết cái sự ngon của nó. Bây giờ ăn lại miếng cá hồi nữa nè, cá hồi nó ngon lắm luôn. Miếng cá rất là tươi, rồi còn được cắt rất là dày nữa, nên là khi cắn vào ngập răng luôn, nhai sướng cái miệng. Rồi bây giờ mình thử qua cái con ghẹ ngâm tương nè. Trước giờ coi phim Hàn Quốc rất là muốn ăn thử, coi thử xem sao. Thấy mọi người trong phim ăn ngon quá trời, cuối cùng nay đã được thử rồi. Phần gạch nhiều nhìn đã ghê luôn, và phần ghẹ không có hề bị tan, nhưng mà bị cái là nó thấm quá, nó thấm phần nước tương quá, nó mặn kinh khủng là mặn. Ăn cái này hao cơm quá trời luôn. Tất cả đều là đồ sống nha, ai bụng yếu hay không ăn được đồ sống thì cân nhắc nè. Nhất định lần sau mình sẽ ăn lại, nhưng mà chắc chỉ là cá hồi với lại trứng gà ta thôi. Hai cái món đó nó ngon lắm 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 luôn.